Good morning. Today we're gonna talk about see. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng về biển. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu nhé. Yes. Từ đầu tiên, các bạn có thấy những con sóng mà nó đang vỗ không ạ? Thì sóng mình đọc là wave. Các bạn đọc theo mình nhé. Những cái con sóng này đó thì mình đọc là wave. Và từ vựng tiếp theo, biển thì mình gọi là sea. Bãi biển mình đọc là beach. Alright. Và tiếp theo, rộng lớn hơn biển nó sẽ là đại dương. Thì đại dương mình đọc là ocean. Rồi, và từ tiếp theo, đó là từ bình minh, hay còn gọi là mặt trời mọc, mình đọc là sunrise. Bạn Huyền sẽ đọc cực kỳ chậm để các bạn có thể nói cho đúng khẩu hình âm luôn nhé. Mình đọc bình minh là sunrise. Say it again. Sunrise. Good, alright. Đó là cát. Đây là cát này. Cát thì mình đọc là sand. Và chỗ đằng sau mình đó, các bạn thấy có những cái con thuyền rất là nhỏ. Thì bình thường thuyền mà nhỏ ấy, những cái gọi là thuyền buồm ấy, thì mình sẽ gọi là boat. Còn những cái con thuyền mà nó rất là to ấy, cực kỳ to ấy, những cái thuyền mà mọi người hay thuê để kiểu ăn ở trong đấy này, hay là để ngắm mà đi ra xa ngoài kia của biển ấy, thì mình sẽ có từ là ship. That's all about our video. Goodbye and see you soon.